Kính thưa quý vị, hôm nay Lâm sẽ quay một cái không khí chuẩn bị Tết trên các dọc cái tuyến đường của thành phố Rạch Giá, đó là đường Nguyễn Trung Trực, để mọi người cùng theo dõi. Và nếu có thời gian Lâm sẽ quay xuống đường Ngô Quyền luôn nhé. Ở đây là đường Trần Phú cắt với đường Nguyễn Bính Khiêm đi xuống trường Nguyễn Trung Trực cũ đó quý vị, ở bên tay phải. Đường Trần Phú trước đây, và là cái đường này ngày xưa đó là dẫn tới những gặp hát và chợ Rạch Giá cũ, chứ chợ Rạch Giá trước đây đó quý vị, là ngay cái đường đình Nguyễn Trung Trực hiện giờ đó. Những bà con nào xa quê thì sẽ biết đến cái chợ Rạch Giá đó một chút nữa khi mà tới khuôn viên của ngay tượng của ông Nguyễn, thì Lâm sẽ quay lại cái khu vực mà còn gọi là cái khu cá đồng cá biển hay khu Quỳnh Thanh Văn trước đây đó quý vị, để chúng ta tiện theo dõi luôn. Khi mà đi tới những cái địa điểm nào mà Lâm biết thì Lâm sẽ giới thiệu luôn, để bà con xa quê có thể nắm rõ hơn. Đây là khu vực giao giữa đường Mặt Cũ với đường Trần Phú đó quý vị. Còn khi mà tiến vào phía bên tay phải thì sẽ đi vô chợ Rạch Giá trước đây, là khu tượng đình Nguyễn Trung Trực hiện giờ. Khu thờ phụng có anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đó quý vị. Đây là cây cầu nối liền giữa cái trước đây có cái trung tâm chợ của tỉnh Kiên Giang trước đây, sau này dời trung tâm thương mại của chợ Rạch Giá là trên chợ 30 tháng 4 hiện giờ đó quý vị. Đây là khu vực chợ mà trước đây mà chợ Rạch Giá trước năm 90 đó quý vị, là khu này là khu vực chợ. Khu vực này còn gọi là khu vực mà cá đồng và cá biển, thì một bên bên phải của chúng ta là bán cá biển, còn bên trái là khu vực bán cá đồng đó quý vị. Còn ở đây là khi mà đi thẳng vào thì sẽ qua vào đường Lê Lợi, là có cái gặp hát Châu Văn Cũ đó quý vị, có gặp hát Thắng Lợi, xin lỗi, còn gặp hát Châu Văn là trên đường Trần Phú rồi quý vị. Đây hôm nay là bữa 25 còn khoảng chỉ vài bữa đó thôi là đến Tết rồi đó quý vị. Những cái công viên là được trang trí những cái đèn rất là đẹp, trang trí bằng đèn. Trước mặt là ở bên tay phải là bệnh viện đa khoa của thành phố Rạch Giá, hiện đang di dời xuống khu Phú Cường rồi quý vị. Ở dưới có công trình làm như là 2.000 giường thì phải, 2.000 giường bệnh. Trước là cầu Kính Nhánh, một những cây cầu cũ từ trước tới giờ. Có cái biển pano
chúc mừng năm mới 2018 năm Mậu Tuất nha quý vị. Ở xa xa đó là cầu Ngô Quyền quý vị, những cây cầu đôi của Rạch Giá, nhưng mà hiện giờ đó là có thêm cầu đường 3 tháng 2 rồi quý vị. Nhìn ra xa ngoài đó khi mà đi hết cái đường này, mà khi mà đi dọc xuống một khu gà gà gạch sỏi đó quý vị, thì có cái chợ qua ở công viên văn hóa An Hòa cũng đang diễn ra cái mua bán trong những cái ngày Tết ở này. Ở dọc các tuyến đường thì các loại hoa như được bày bán rất là nhiều đây nè quý vị. Giờ này là hơn 9 giờ rồi, nhưng mà hiện giờ là vẫn còn rất là đông đúc. Rạch Giá lúc nào chỉ nhộn nhịp về đêm thôi, ban ngày có thể không nhộn nhịp bằng. Khi mà đi các đô thị khác giống như Lâm đi Bến Tre cách đây vài năm, thì giờ này khi mà đi ra đường rất là ít người đi, mặc dù là thành phố Bến Tre. Còn Trà Vinh thì cũng chỉ lát đát thôi. Ở bên tay trái của quý vị đó là khu mà của người Ba Tạo trước đây, đó là trường đây, trường của người Tèo đó quý vị. Khu này buổi tối có những cái rất là đông đúc về các bạn giới trẻ để mà thưởng thức các loại chè, các loại các món ăn nhẹ đó quý vị, đặc biệt là chè. Bên tay phải là bệnh viện đa khoa Bình An đó quý vị. Đây là tuyến đường chính của thành phố Rạch Giá. Hiện giờ thêm những cái đường song song với đường này cũng đang rất là phát triển, đó là đường Phạm Hùng, đường Lâm Văn Tri, đường 3 tháng 2 để mà dẫn xuống khu Phú Cường đó quý vị. Ở đây thì nó không có nhiều cái loại hoa được bày bán ở đây, tại vì khu vực này nó không bằng cái không phải là cái địa điểm thương lợi để mà mua bán các loại hoa so với cái đường Ngô Quyền ở phía dưới cặp kinh ông Hiển đó quý vị. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là hơn 10 phút chút là sẽ tới 10 giờ nữa quý vị. Mấy quý vị còn thấy rất là đông đúc. Những hàng quán giờ này là đây đông nghẹt khách rồi quý vị. Phía trước đó là ngã tư Âm Đệ, là hay là còn gọi là đường Nguyễn An Ninh hiện giờ đó quý vị. Vì ở bên tay phải của nó có một cái
am nhỏ, nó nằm ở phía trong đó quý vị. Hiện giờ cũng rất ít người biết tới tại sao gọi là ngã tư Âm Địa. Xa xa trước mặt của chúng ta đó là Cẩm Nam Quan, một trong những cái biểu tượng của đặc trưng của thành phố Rạch Giá. Khi mà đi tới Rạch Giá, khi mà đi tới Cẩm Nam Quan thì chúng ta sẽ tới địa phận là của trung tâm của thành phố Rạch Giá rồi đó quý vị. Các quý vị nào ở xa mà nếu mà cũng muốn tham quan thành phố Rạch Giá thì có thể xem các clip của Lâm ở phía dưới ạ. Đây là cổng tham quan biểu tượng của thành phố Rạch Giá này quý vị. Phía trước là ngã tư Lạc Hồng, trước ra đây ở bên tay phải là sân bay quốc tế, sân bay Lạc Hồng. Ở đây có trang trí những cái loại đèn hoa rất là đẹp nè quý vị. Ở đây là cổng chào của đón sức đến của 2018. Trước mặt đó là đường có cái đèn xanh đèn đỏ, là đường Đống Đa đó quý vị, một cái dẫn xuống đài truyền hình, còn phía kia thì dẫn xuống khu Long Biển rồi. Ở đây có những nhiều cái cửa hàng mà về bông. Đường này còn gọi là đường quay các loại mặt hàng quần áo, giày dép, có rất là nhiều cửa hàng, nhiều buôn bán. Nếu quý vị đi đồng bằng sông Long thì có thể ghé các thành phố như là thành phố Long Xuyên của An Giang, thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang, thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau, hay Trà Vinh của thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh, thành phố Sa Đéc của Đồng Tháp. Còn nếu mà dịp Tết này mà quý vị muốn đi những cái làng hoa thì Lâm khuyên là nên đi một là làng hoa Sa Đéc của Đồng Tháp, làng hoa về Cái Mơn và Chợ Lách của Bến Tre. Một trong những cái làng hoa mà có thể nói là rất là đẹp. Chúng ta nên đi trước Tết là khoảng nửa tháng hoặc là một tháng thì cũng được, để mà xem các loại các bác ở quê có thể trồng những cái loại hoa để mà bán Tết. Thì những cái mùa này, những cái mùa trước Tết khoảng từ một tháng trước Tết là chúng ta đã có thể xem các bác các cô chú ở quê đã trồng những cái loại hoa để mà bán trong cái dịp Tết này rất là đông.
Tại vì trước đây Lâm có đi những cái tỉnh như là Chợ Rách của Bến Tre, cái Mơn, hay là đi xuyên một chút về Sa Đéc, Đồng Tháp thì rất là đẹp. Những năm gần đây thì vẫn còn rất là phát triển. Còn khi mà về Kiên Giang, Rạch Giá thì không có cái chỗ nào gọi là trồng hoa gầm gộ như là ở các tỉnh bạn của miền Tây Nam Bộ này, thì không bằng so với các tỉnh khác. Đây là khu vực hơi vắng này quý vị, đây là gần tới đường Trần Quang Khải, vô lô 10, 20 hay, hay lô 30 của cái khu vực chợ Tất Cán cũ trước đây đó quý vị. Thì nằm ở bên tay trái của chúng ta thì nó có cái lô 10, lô 20, lô 30, là khu vực phân cái khu vực của khu vực chợ Tất Cán trước đây. Những cái cô bác trước đây thì sẽ khi mà Lâm nói về cái này thì sẽ biết. Còn các cô bác hiện giờ nếu mà mới sinh sống thì có thể không biết khu vực này như thế nào. Hiện giờ nó phân ra những cái đường như là lô 1, lô 10 trước đây là hiện giờ đó là đường Trần Quang Khải đó quý vị. Lô 20 thì nó là đường Lâm nhớ là như là Ngô Gia Tự, và lô 30 là đường Lê Hồng Phong hiện giờ. Đây là cái khu vực đường Trần Quang Khải được trang trí đèn rất là đẹp đâu quý vị. Đây là lô 20 đường, để Lâm xem lại, đúng là đường Ngô Gia Tự không mấy quý vị. Đúng rồi, đường này là đường Ngô Gia Tự đúng quý vị. Dẫn xuống chợ Tất Cán nằm ở phía bên tay trái. Còn bên tay phải thì chỉ lặn dẫn xuống khu đất biển thôi. Còn ở bên tay phải mà có cái tàu nhà cao đó quý vị. Đó là khu khách sạn Sài Gòn Rạch Giá, mới được xây dựng hoàn thành năm 2010, nhớ là 2016 đó quý vị. Còn lô 30 là đường Lê Hồng Phong hiện giờ rồi quý vị. Tỉnh Kiên Giang. Ở đó có những bà con trưng các loại mặt hàng về bông ra bán rất là nhiều. Qua đây cũng có một cái cửa hàng về buôn bán về các loại về hoa, trái cây, hoa rất là nhiều đó quý vị. Tại hơi tối có thể là quý vị sẽ không có nhìn được rõ lắm. Hai bên đường thì có rất là nhiều cái nhà, nhiều cô bác đã mua các loại hoa chuẩn bị để mà trưng Tết rồi quý vị. Còn đây là một cái khu mua bán về hoa nhãn thọ rất là nhiều. Lâm đi cái dọc đường thì thấy hoa nhãn thọ bày bán rất là nhiều quý vị. Các loại hoa khác thì vẫn có nhưng mà ít hơn.
khu này thì hiện giờ có những cái gọi là quán cà phê đỏ đen hay đèn đỏ gì đó thì năm cũng không có rành lắm, nhưng mà hiện giờ thì cái khu này giống như hơi có cái xu hướng như vậy. Ở đây thì Lâm chưa thấy chỗ nào đang trưng cái dưa hấu để mà bán cái dịp Tết này. Những khu vực chợ thì hiện đã có rất là nhiều chỗ đã bán rồi. Đi một chút, chúng ta khi mà đi qua cái cầu An Hòa rồi xuống công viên văn hóa An Hòa thì khu vực đó bán rất là nhiều loại trái cây, nhiều loại cây kiểng, các loại hoa để mà trưng cái dịp Tết này. Còn khi bên tay phải á, thì mà chúng ta sẽ xuống khu đô thị Phú Cường á, thì hiện giờ được trang trí rất là đẹp. Có thể nói là một trong những cái khu mà đẹp nhất của các cái tỉnh miền Tây về trưng về các loại hoa được bày bán. Một chút nữa Lâm sẽ quay lại cái khu bên đây là gần 10 giờ đó quý vị, địch giá vẫn còn rất là đông đúc. Có những cái khu mà có về dưa hấu rồi. Khu này ta thấy có một hai cô bác đã bày dưa hấu ra để bán ở dọc đường rồi đó quý vị. Các loại bưởi hồ lô và có cái các khắc tên các những cái lọc phát tài trên chảnh là cũng vẫn có bày bán ở cái khu vực dọc đường này. Giờ cái đường màu xanh đen đỏ phía trước là đường Nhật Tảo đó quý vị. Còn trước đây thì như thế nào thì Lâm cũng không có gành cái khu này như thế rõ lắm. Chỉ biết là khi mà đi thẳng xuống thì chúng ta có thể xuống cầu cống Kinh Cục chẳng hạn, thăm những cái khu về cống tàu ở đây. Nếu mà buổi tối mà quý vị có đi hơn 10 giờ thì quý vị cũng đừng lo đói, vì dọc
các tuyến đường ở đây là đều có những cái hàng quán để mà mua bán tới tối lận. Còn quý vị mà có muốn thưởng thức các loại cơm thì có thể qua cầu ngay chỗ Trần Phú, quý vị Trần Phú chợ gà thì chúng ta có thể thưởng thức cơm ở đó, có bán cơm cả buổi tối luôn. Ở phía bên tay phải của chúng ta hiện giờ đang trưng rất là nhiều các loại hoa, đó là công viên văn hóa An Hòa, khu về mua bán các loại cây kiển dịp Tết, các loại hoa dịp Tết này, và có cái hội chợ ở phía trong nữa đó quý vị. Để làm đi hết cái khu này qua bên gạch sỏi một chút rồi làm sẽ quay lại cái khu này để giới thiệu với quý vị cái khu chợ hoa này nhé. Hôm trước Lâm có quay rồi nhưng mà hiện lúc hôm đó thì chưa có trưng đầy đủ như hôm nay thì trưng rất là nhiều. Và để xem 10 giờ thì ở Gành Giá cái hoạt động ngay cái dịp Tết này diễn ra như thế nào nha quý vị. Ở bên đây là cầu Gạch Sỏi. Cầu Gạch Sỏi trước đây thì không phải ở vị trí này mà nó nằm ở bên tay phải chúng ta một chút. Sau này có xây lại thì hiện giờ nó là đã được xây lại mới rồi quý vị, chứ không còn là cầu trước đây nữa. Ở phía dưới chúng ta đó là chợ Gạch Sỏi đó quý vị. Khu này là một trong những khu cũng rất là nhộn nhịp và hoạt động về đêm, nhưng mà không bằng những cái khu như là đắng biển của Gạch Giá đâu. Thì Lâm chút nó sẽ quay đi ngang cái đường đó thì Lâm sẽ quay để mà giới thiệu với quý vị các hoạt động về đêm của Gạch Giá luôn trong những cái ngày gần Tết này nha. Đây có cô đang vệ sinh đây, hiện giờ buổi tối thôi. Đây ở đây vẫn còn nhiều cái loại các hoa nó đang được bày bán cái dịp Tết. Đây là khu trung tâm của trước đây là Gạch Sỏi là trực thuộc huyện Châu Thành, nhưng mà sau đó được sáp nhập vào Gạch Giá. Đây là đường vị trí Thành. Ở phía bên tay phải mà quý vị có thấy mà chợ Hoa Xuân Mậu Tuất 2018 có bày bán một số loại hoa ở đây. Để Lâm đi một khúc qua đường Nguyễn Chí Thành này rồi Lâm sẽ quay lại nha quý vị. Có thấy là không 10 giờ rồi nhưng mà những cái hàng quán thì vẫn còn một số khách cũng đang ăn uống. Của Gạch Giá thì Lâm không nhớ, nhưng mà chỉ biết là có của Kiên Giang thì nhiều, đó là nước mắm tiêu của Phú Quốc. Nước mắm này của Phú Quốc thì có các nhãn hiệu như là Tải Hoàng, nước mắm của Hồng Sơn, nước mắm Thiên Hương, Tải Hoàng, Tư Lò,
Ở Hòn Sơn còn thêm một vài hãng nước mắm mà Lâm không có nhớ tên, nhưng mà cũng rất là nổi tiếng. Nếu quý vị có đi Hòn Sơn thì có thể ghé những cái hãng nước mắm. Đây là khu vực chợ Hoa vào buổi tối nè quý vị. Ở đây thì nó không có nhộn nhịp như là ở phía dưới khu Phú Cường đó quý vị. Khi mà nhìn xa xa thì quý vị có thấy là rất là nhiều cái phương tiện cũng đang còn lưu thông, mặc dù là hơn 10 giờ rồi. Ở đây là cái khu vực bày bán các loại hoa rất là nhiều được quý vị. Hôm nay là được trưng rất là đầy đủ rồi. Hoa cúc, hoa nhạn thọ, hoa mai, hoa giấy, bông giấy, bông hướng dương, rải cả các loại. Ủa, cái này có chạy vô được không? Đây là khu vực quay búp luôn nè. Ê, rồi quay búp luôn phải không? Ủa, rồi Thành đi đâu rồi? Nhà đi đồ rồi, em đi đây nó đồ. À vậy đó hả? Nè, quay cái chị nè. Đang quay nè. Ủa cái này nó suốt ở phía trong không? Nó bên đậu xe nè. Không, cái đó anh quay ở trong rồi. Anh chỉ đi ngoài thôi. Quay búp luôn, quay búp luôn. Quay búp luôn hả? Đang quay búp luôn. Lên cái gì, lên nào? Lên YouTube. YouTube mà vô bấm vô sao? Ký sự miền Tây. Ký sự miền Tây đúng không? Rồi mà cái sự miền Tây có cái mặt của anh là có hả? Rồi, nhưng mà cái này tập máy không có tập, cái này là về không khí về Tết của hình giá thôi. Rồi đi nha. Rồi ok. Ở đây có một cái dòng để trang trí về các loại về hoa văn thọ thôi nè quý vị. 10 giờ hơi tối rồi quý vị, có thể nhìn không có rõ lắm. Anh về trước nha.
ơi, mình ở đâu để bán với anh? Mới Bến Tre. Bến Tre hả? Năm nay thấy bán được như năm rồi không? Không. Không hả? Đấy hơn. Khách ít hơn. Tại người ta người... Giờ cái chợ đêm bị giờ nên khách ít quá. Ủa, anh vậy là năm rồi là mình bán có bán ở đây không hay là bán ở chỗ khác? Bán ở đây là 6-7 năm tại đây rồi. Tại đây luôn hả? Cho em quẩn quắn chút nha. Nè, phỏng vấn anh. Ủa anh, vậy là thường năm rồi là dịp này là bắt đầu là có nhiều khách rồi hả? Dạ đúng rồi. Năm nay thì lại ít hơn hả? Năm nay dạ. Thì rất ít. Rồi mình thuê cái này một lô là nhiêu anh? Lô là 3 triệu rưỡi. Vậy là mình bán tới bữa 28 luôn ha? Hết 28, 29 tới trưa bữa 30. Trưa bữa 30 là mình dọn về. Có anh, năm nay là thôn anh thuê tới mấy lô lận? Mình thuê 3 lô. 3 lô là... Ủa 3 lô là tổng cái diện tích là mình thuê là khoảng bao nhiêu anh? Mỗi một lô là 20 mét vuông. Vậy là tính ra 20 mét vuông đâu có chân được nhiêu cây anh? Dạ đúng rồi. Được thích rất là ít cây. Dạ. Lô thì mỗi năm mỗi lên mà bán cây thì có tí tệ. Ủa anh, rồi vậy là mình xuống là mấy người lận anh? Mỗi lô một người có, hai người có. Có. Như là một chủ hàng vậy đó. Dạ. Chứ mình phải giữ, ngủ giữ rồi. Phải giữ 2-3 người nữa. Dạ. Thật snap cây. Rồi, dạ dạ, em cảm ơn anh. Dạ em đi ạ. Kính thưa quý vị, đã hơn 10 giờ rồi thì Lâm sẽ quay thêm một cái đoạn giờ là về khu đường Phan Đi Gàng dẫn xuống khu đô thị Phú Cường lúc 10 giờ 15 phút quý vị nha. Ở đây là hai bên cái trục đường dẫn xuống khu Phú Cường. Hơn 10 giờ để xem cái không khí ở đây diễn ra như thế nào so với các địa phương khác. Ở bên hai bên đường thì chúng ta có thể nhìn thấy các loại hoa đang được bày bán ở ngoài đường luôn đó quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy không có rõ lắm. Giờ đây.
ta đó là sự hoán đổi giữa không khí mà chuẩn bị Noel với không khí mà đón Tết mùa Tết 2018. Ở đây nhìn từ xa thì quý vị có thấy là một cái ánh ngực vàng, một cái cây mai khổng lồ ở phía trước được trang trí đèn rất là lộng lẫy, có hàng chửi là Quốc Cường chúc mừng năm mới 2018. Cái này là biểu tượng cổ như là qua gì ta, hoa mai đó quý vị. Đèn bữa nay thì không có được bắt ở phía dàn trên, còn chỉ cái dàn ở đây chúng ta có thể ngắm cái cột nước, đèn nước ở phía trong. Còn ở bên tay phải là quán cà phê trị giá 30 tỷ của Lạch Giá. Đây Lâm sẽ đi vào một vòng ở khu này nhé. Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 là một cái biểu tượng được trang trí ở trên cái thằng cột đèn này. Đây có các loại cúc, mai, nhãn thọ. Hơn 10 giờ rồi, các loại hoa kiển nè quý vị. Bữa hôm Lâm đi bộ hôm nay, nhưng mà hôm nay thì Lâm phải chạy xe rồi, nó hơi rộng. Hơn 10 giờ mà vẫn có rất là nhiều khách đang tụ tập để đang mua bán, kiếm những cái chậu kiển, những cái chậu bông về để trưng Tết nè quý vị. Đó là những cái tòa nhà thương mại đang được giao bán đó quý vị. Lâm chạy vô đây ở đây giờ này rất là nhiều các cô bác đang mua bán. Ở đây được chạy xe lên quý vị. Đáng lẽ khu vực này phải cấm chạy xe. Quý vị thấy là nhiều cô bác đang chọn những cái loại trái cây để bưng về nè quý vị.
ở đây nếu mà đi bộ thì chúng ta sẽ đi hơi mỏi chân một chút, tại vì cũng rất là rộng, tới ba khu lận quý vị, ba phân khu đang bán các loại hoa kiển luôn. Đây là sân khấu nè mà chú quý vị để bắn pháo. Nhiều loại hoa lắm quý vị, kiển cũng rất là phong phú. Loại bưởi cũng đang được bán đâu đây. Đây là khu thứ hai và bán hoa nữa thì
Đây là khu thứ ba về và bán hoa nè quý vị. Để làm đi thêm một khu thứ ba này nè. Có các loại trong trống để mà mời quý bà con cùng selfie nhé. Đây là khu thứ ba về bán các loại hoa kiển đây. Đây vài năm thì Lâm có đi thành phố Bến Tre nghe một cô trưng bày cái dọc sông đó quý vị, rất là nhiều các loại bông trưng bày. Hiện giờ thì theo Lâm tìm hiểu thì có rất là nhiều bà con cô bác ở Sa Đéc, Đồng Tháp, Bến Tre, An Giang đều có qua đây để mà bán trong cái dịp Tết này nè quý vị. Wow. Đây là các loại mai rồi. Hello con. Wow, mình vui lên chị. Dạ. Ủa anh, cái này tới mấy giờ là mình mới không còn chạy nữa. Mới anh... sáng luôn. Thức 12 giờ. 12 giờ mới à mới tan đó phải không? Dạ. Ủa mà vô ăn đêm. Ủa anh, vậy là năm rồi là mình có chạy dưới đường Trần Quang Khải không hay là à năm rồi cũng có, năm nay cũng chạy luôn. Ủa anh, nhưng mà năm nay anh thấy có bằng năm rồi không? Dạ. Có nghĩa là ít có người mua đúng không? À giá nó mềm quá. Ủa anh là người ở đây luôn hả hay là cho em, tại em thấy buôn bán ở đây thì thấy bà con ở mấy cái tỉnh lân cận không à, tỉnh mình cũng có nhưng mà ít. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn, em đi quay một khúc ở đây.
phía trước là khu vực mà để mà chúng ta có thể selfie hay là chụp ảnh. Có rất là nhiều cái trang trí để mà chụp ảnh giống như là một khu của ở Sài Gòn đó quý vị. Cái quảng trường á thì theo phong cách tương tự như vậy. Đây là chợ đêm của Phú Cường, chủ yếu là các mặt hàng như quần áo và giày dép thôi. Nào mời quý vị cùng đi một vòng cái khu đã hoàn thiện của Phú Cường nha. Đây những khu vực để mà chúng ta có thể selfie những cái tấm ảnh đẹp. Đây là cái biểu tượng mà ở Singapore là những cái thác đó quý vị. Rất là giống như thế này. Những các cô bác anh chị nào mà có chụp ảnh ở Singapore thì có thể biết tới cái biểu tượng này, những cái khu như thế.